khoe con gái giống mẹ, Võ 200 ngậm ngùi. Giống thì chưa biết. Mà con kỳ à. Về chung một nhà với ông xã người Ấn, tổ ấm của Võ 200 càng hạnh phúc hơn khi chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng. Bé Moon từ khi trong bụng mẹ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngay sau khi ra đời, nhanh chóng nhập hội Hot Kids nhà sao Việt. Mới đây, Võ 200 tiếp tục khiến nhân tình đứng ngồi không yên với khoảnh khắc đời thường cực dễ thương bên tiểu công chúa. Trên trang cá nhân của mình, Võ 200 đăng tải hình ảnh bên con gái. Bé Moon diện chiếc áo 2 dây màu tím xinh xắn, khuôn mặt biểu cảm không rõ đang vui hay đang buồn khiến khán giả cười nghiêng. Nhóc tì càng lớn càng bụ bẫm và cứng cáp, vẻ ngoài hài hước đáng yêu đốn tim người đối diện. Võ 200 từng tiết lộ muốn con sinh ra giống bố để thừa hưởng những nét đẹp lai như mắt to, lông mi cong, mũi cao. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn cố gắng để tìm ra điểm ái nữ thừa hưởng từ mình. Võ 200 khiến khán giả cười nghiêng khi canh cùng một góc mặt để hai mẹ con chụp hình khẳng định. Nói chung cũng có nét giống, còn giống cái gì thì chưa biết luôn. Từ ngày con gái ra đời, cuộc sống của Võ 200 có nhiều thay đổi. Con gái trở thành trung tâm, mọi sinh hoạt trong ngày của cô dường như chỉ quay quanh việc tã sữa. Chăm con nhỏ bận rộn, nữ ca sĩ quên cả việc phải chải chuốt ngoại hình. Ủa sao kỳ á mọi người. Đây là like của mẹ chăm mà sao chỉ vô đời gặp Moon hoài vậy? Bộ tôi không có giá trị hả mọi người? 10 ngày nay hình như mình chưa chải được cái đầu luôn trời. Nhớ mấy tuần trước còn cái bụng cưng cưng, giờ cái cục vàng này chui ra là mẹ chỉ có 4 chữ: bú ngủ ị tè. Trong hoạt động hàng ngày của mình, cô viết: vất vả là vậy, nhưng được nhìn ngắm con khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày, Võ 200 cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Cuộc sống của mẹ hiện tại luôn có sự hiện diện của Moon. Moon cho mẹ niềm vui, hạnh phúc và cả sự trưởng thành của mình qua từng ngày nuôi con. Moon luôn cười và điều đó làm mẹ tan chảy. Mẹ không biết có thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả được tình yêu của mẹ dành cho con vì nó quá lớn, quá dạt dào. Đúng là khi làm mẹ mới hiểu, chỉ cần gặp con, thấy con mọi mệt mỏi đều tan biến. Cảm ơn Moon, sự hiện diện của con trong cuộc đời mẹ là niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban tặng, cô viết. Không chỉ Võ 200, ông xã người Ấn cũng yêu chiều tiểu công chúa hết mực. Anh bế con trên tay, ánh mắt âu yếm không nỡ rời. Cảm nhận được tình yêu thương của bố, bé Moon nằm rất ngoan và nhiệt tình tương tác lại. Mẹ luyện con ngủ, con khóc, ổng mím môi bứt tóc chạy quanh nhà rồi cuối cùng cũng chạy vô bế con bé. Bởi tôi đâu có luyện được cái gì cho con tôi đâu, tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi yếu mềm trước bất kỳ ai ngoài con gái ổng, nữ ca sĩ hài hước kể về chồng. Sinh ra trong mùa dịch, ái nữ nhà Võ 200 đã phải ở trong nhà vài tháng trời từ khi chào đời. Chính vì vậy, ngay sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, giọng ca chợt như giấc mơ đã tranh thủ đưa thiên thần nhỏ ra ngoài chơi. Mẹ con Võ 200 gặp phải tình huống dở khóc dở cười trong câu chuyện này. Nữ ca sĩ cho biết đã đưa con đi siêu thị chơi nhưng kế hoạch thất bại vì nhóc tì chỉ mê ngủ. Chủ nhật chở em đi chơi siêu thị, vậy mà từ lúc bắt đầu tới lúc về em ngủ ngon lành, chưa thấy được mặt mũi cái siêu thị luôn. Hai mẹ con lên đồ đẹp xong đi ngủ, cô viết. Nhóc tì khi ở nhà có vẻ khá hào hứng, xòe bàn tay như đang múa. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc tiếp theo tiểu công chúa đã say ngủ, quên luôn mục đích ban đầu khi ra ngoài. Khán giả không nhịn được cười trước khoảnh khắc đáng yêu của Võ 200 và ái nữ. Mọi người cũng động viên nữ ca sĩ cố gắng chấp nhận sự thật rằng bé Moon sở hữu khuôn mặt như đúc khuôn từ bố. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.